Sau nhiều tháng từ ngày sống lại sau một vụ tấn công tàn bạo tại Việt Nam, một đạo diễn thành danh của Mỹ đã cho biết chính ông phải tự đi tìm thủ phạm. Ông tìm ra nhóm thủ phạm là người Khmer gốc Việt, hoạt động trong một đường dây buôn ma túy quốc tế. Nguyên nhân đưa đến sự tấn công là sự ghen tuông tầm thường xảy ra trong một hộp đêm. Sau đây là bản dịch của đài BBC về bài báo cáo viết về tiết lộ của ông đạo diễn được đăng trên tạp chí GQ vào đầu tuần, vào ngày 9 tháng 7 năm 2018. Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts của phim Kong, Đảo Đầu Lâu, đã vừa tiết lộ việc ông tự điều tra để lần ra thủ phạm đánh ông gần chết trong một hộp đêm ở Sài Gòn. Đạo diễn ông Jordan Vogt-Roberts kể lại quá trình ông tự tìm kiếm tung tích nghi phạm. Ông thuật lại chi tiết cuộc ẩu đả khủng khiếp xảy ra tại một hộp đêm ở Sài Gòn vào năm 2017, nơi ông bị đánh vỡ đầu. Vụ tấn công được cho là gần như giết chết ông. Sau khi hoàn thành các khâu sản xuất phim Kong, Đảo Đầu Lâu với tổng doanh thu từ phòng vé lên tới hơn 500 triệu đô la Mỹ vào năm 2017. Vogt-Roberts quyết định rời Hollywood chuyển đến sống tại Việt Nam, nơi mà ông nói ông đã đem lòng yêu mến Sài Gòn. Thành phố đón nhận sự hiện diện của Vogt-Roberts. Các quan chức ở đây thậm chí bổ nhiệm ông làm đại sứ du lịch người Mỹ đầu tiên của Việt Nam. Đạo diễn này đã nhanh chóng trở thành khách thường xuyên của các hộp đêm ở Sài Gòn. Vào ngày 9 tháng 7 năm 2017, tại hộp đêm XOXO, Vogt-Roberts cùng với bạn bè của ông, trong đó có ngôi sao đóng thế nổi tiếng ở Hollywood, tài tử Iram Choi, bị ít nhất là 10 người đánh đập tàn nhẫn. Vogt-Roberts mô tả những người này như là một nhóm băng đảng điên cuồng đập một chai rượu lên đầu ông trước khi bỏ trốn. Ông được đưa đến bệnh viện, được chẩn đoán là nứt hộp sọ, tụ máu, xuất huyết và có một túi khí trong não. Sau khi nằm viện 10 ngày, vị đạo diễn này đành phải trở về California để tiếp tục điều trị và được cho biết tình trạng của ông còn tệ hơn nhiều so với chẩn đoán của các bác sĩ Việt Nam. Bác sĩ cho hay tôi xém chút nữa đã chết, Vogt-Roberts kể lại. Kế hoạch mua nhà ở Sài Gòn của Vogt-Roberts đã chuyển thành kế hoạch chữa trị thương tích ở California. Theo thời báo trên GQ, Vogt-Roberts nhớ lại một tình tiết có thể liên quan đến vụ tấn công. Là ông đã từng đưa điện thoại cho một phụ nữ người muốn có địa chỉ Instagram của ông. Chính cô này trước đó đã từ chối nhóm băng đảng nói trên. Sau đó, một gã râu quai nón và một tên khác đội chiếc mũ có chữ B tỏ ra giận dữ, chỉ tay vào mặt Vogt-Roberts và tìm cách quấy rối câu chuyện giữa Vogt-Roberts và cô gái nọ. Jordan Vogt-Roberts cũng bị cảnh cáo không nên tiếp tục tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, ông cương quyết không cho tội ác này được chìm xuồng, vì vậy Vogt-Roberts tự tiến hành cuộc điều tra. Ông dùng Facebook Messenger chắp vá những mẫu thông tin thu lượm được từ bạn bè và những người hay lui tới hộp đêm XOXO ở Sài Gòn. Vogt-Roberts cũng khai thác các nguồn tin là những người có kiến thức về giới tội phạm tại Việt Nam. Thoạt tiên, ông lần ra thông tin rằng thủ phạm không phải dân Sài Gòn mà là dân buôn ma túy người Khmer gốc Việt. Những người này chạy sang Việt Nam để mở rộng đường dây buôn bán ma túy toàn cầu, đồng thời tránh áp lực từ nhà chức trách Khmer. Với sự hỗ trợ từ nhiều nguồn tin và từ chính quyền Khmer, một nghi can được xác định tên là Kenny Nguyễn Mạnh Cường, nay được 38 tuổi. Nguồn tin từ cảnh sát Vancouver cho hay, Kenny Nguyễn Mạnh Cường là thành viên của Chinatown Boys, một băng nhóm đường phố tay sai của các băng đảng lớn ở Khmer. Kenny từng giết thành viên một băng đảng đối thủ tại Vancouver vào năm 1999. Kenny bị bắt tại ngoại vào năm 2012, sau đó trốn về Việt Nam vào khoảng tháng 4 năm 2015. Cảnh sát Vancouver cũng cho hay là Kenny dính líu tới băng đảng ma túy khét tiếng có tên là United Nation với những thương vụ trị giá nhiều triệu Mỹ Kim bằng máy bay qua biên giới giữa Mỹ và Canada. Một trong những thủ lãnh của băng đảng này đó là Billy Trần, còn gọi là Trần Việt Cường, đã sống như vua tại Việt Nam, theo cảnh sát Vancouver cho biết. Sau khi xem các bức ảnh do Vogt-Roberts cung cấp, một cảnh sát điều tra tội phạm Vancouver đã nghỉ hưu khẳng định Kenny Nguyễn Mạnh Cường chính là gã râu quay nón ở hộp đêm XOXO. Còn gã đàn ông đội mũ có chữ bi chính là Billy Trần Việt Cường. Vogt-Roberts cho hay trên GQ rằng ông đã chuyển toàn bộ thông tin này cho cảnh sát ở Sài Gòn. Nhưng nhiều tháng trôi qua, nhóm tội phạm tấn công ông vẫn bật vô âm tín. Vào cuối tháng 6 vừa qua, một nguồn tin từ giới chức Canada cho Vogt-Roberts biết rằng Kenny Nguyễn Mạnh Cường đã bị bắt ở Ấn Độ liên quan đến một đường dây buôn ma túy và buôn người. Anh Cường này có thể bị 12 năm tù ở Ấn Độ hoặc là bị dẫn độ sang Canada hoặc Việt Nam. Nhưng Billy Trần vẫn ở ngoài vòng pháp luật. Nhà chức trách Canada cho hay đang tiếp tục tìm kiếm Billy Trần tại Thái Lan và các nơi khác. Trong khi cuộc tìm kiếm toàn cầu đang tiếp tục thì Vogt-Roberts nói rằng ông vẫn thương mến Việt Nam, rằng là không có nỗi đau nào làm cho tôi ngừng cảm thương đất nước này. Trao đổi với đài BBC qua điện thoại ngày thứ Tư ngày 11 tháng 7 năm 2018, Đại tá Nguyễn Tấn Đạt, nguyên trưởng công an quận Nhất, thành phố Sài Gòn cho biết, sau khi vụ tấn công đạo diễn phim Kong xảy ra, công an đã xác định được một số đối tượng tình nghi. Và hồi đó, công an quận Nhất đã điều tra ra một số đối tượng rồi, nhưng sau đó đã chuyển hồ sơ cho công an thành phố, nên tôi không biết là sự việc được xử lý như thế nào, ông Đạt nói. Vụ đó, công an quận Nhất chỉ là hồ sơ ban đầu, còn công an thành phố có chức năng điều tra do liên quan đến người nước ngoài. Ông Đạt cho hay trong số kẻ tình nghi có một nhóm người Canada gốc Việt. Nói chung có manh mối một số đối tượng, nhưng khi khai ra một đối tượng người Canada gốc Việt, thì ngày hôm sau chúng đã ra máy bay về Canada. Ông Đạt cũng nói là trong trường hợp Vogt-Roberts tự tìm ra được ai đánh mình thì ông này hoàn toàn có thể gửi đơn lên công an thành phố đề nghị điều tra. BBC nhiều lần đã gọi điện cho Nguyễn Sĩ Quang là trưởng phòng tham mưu công an thành phố trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư để hỏi thông tin liên quan đến vụ này, nhưng Quang không hồi đáp đài BBC. Mother Day, cái gì ghê vậy? Tôi chưa nghe qua. Dì Chín cười hiền hòa và nói, mình cứ ăn hiền ở lành thì không sợ ma quỷ gì hết, thiệt mà. Năm nay dì Chín được 80 tuổi, dì có dáng người nhỏ thó như là trái chuối khô, với khuôn mặt hiền hòa như cánh đồng xanh ngát màu mạ non. Quanh năm dì đẩy cái xe đi chợ cọt kẹt quanh khu đền Đức Thánh Trần trên phố Bô Xà bán dạo. Khi thì dì bán vài nải chuối sứ, khi thì dì có mấy trái xoài. Và hôm nay gặp lại chúng tôi thấy dì bán mít đặc biệt. Dì nói rằng mít đặc biệt đó ông, thơm mà còn ngọt nữa. Tôi không nói gian đâu. Giáo giác nhìn quanh không thấy ai để ý. Dì đã dừng chân rồi cầm miếng mít bọc ni lông lên khoe. Đặc biệt đó, nè coi đi, lẹ lẹ nha. Tôi không dám đứng một chỗ lâu đâu. Người ta phạt tôi thì khổ lắm. Ông quản lý khu này là người rất tốt, nhưng luật không cho ai được đứng một chỗ bán hàng. Dì giải thích như vậy. Dì Chín mỏi chân vì vậy, dì đã phải đẩy xe vòng quanh cả ngày. Dừng lại là vi phạm luật khu phố. Dì tròn xe mắt lắng nghe giải thích về ngày Mother's Day theo phong tục của Mỹ, rồi bật cười vỡ lẽ. Sao họ không kêu là lễ Vu Lan cho dễ hiểu? Mà Vu Lan gì mà sớm vậy, tới rằm tháng 7 lận mà. Khi nghe nói Chủ nhật ngày 13 tháng 5 là ngày mọi bà mẹ trên đất Mỹ được con cái mời đi ăn uống hoặc là tặng quà một cách long trọng, dì đã lặng lẽ lắc đầu rồi thổ lộ. Có chuyện đó sao? Sao họ tốt với mẹ vậy? Tôi chưa kể làm gì mất phước, nhưng nào giờ tôi không có phước đó. Dì Chín có hai người con, một trai một gái. Thằng con trai tôi đi làm tối ngày, làm gì có thì giờ mà ra quán ăn uống. Con gái tôi hồi nhỏ bị ban khỉ nên bây giờ không được bình tĩnh như người ta. Mình lo cho nó không hết, lấy đâu mà trông nó mời mình đi ăn với mua quà. Mà tôi không mong chuyện này đâu. Mẹ thì lo cho con chứ ai mà đòi hỏi con mình làm chi. Ăn uống quả cáp tốn tiền con mình, tội nó. Dì vừa lắc đầu vừa nói như vậy. Rồi như lạc vào một thế giới riêng biệt, dì thở khẽ. Mắt dõi nhìn ra xong rồi thao thao nói. Thằng trai tôi, đứa lớn, rất biết lo cho tôi. Nhưng nó bận lắm, đi làm biền biệt từ sớm tới khuya, trưa cũng không về ăn, tội lắm. Đói bụng mà nó vẫn làm việc được, vậy mà nó không hề than thở tiếng nào. Rồi con gái gì thì sao? Con gái tôi thương lắm, nhà nước lo cho nó rồi, nhưng đâu có được như mình lo cho con mình. Mà nói cho ngay, bữa nào đắt hàng tôi về sớm thì mới có giờ lau mình cho nó mát mẻ. Có bữa về trễ, mệt quá mà nó ngủ rồi thì thôi, dì nói như vậy. Dì Chiến ra bán từ 9 giờ sáng cho tới khi hết hàng. Sáng nào tôi cũng ghé quán cô Thanh Mai, vái ông Địa, xin cho đắt hàng rồi mới bắt đầu đẩy xe đi. Dì nói về thủ tục thường nhật của mình như vậy. Cô Thanh Mai người thịt đẹp mà lòng cô cũng đẹp lắm. Cô cho tôi phở hoặc là mấy món khác hoài mà tôi không dám ăn. Của cô lỗ vốn sao? Rồi dì thân mật kể lại. Có bữa cô dám cho tôi tiền nữa, không mua gì của tôi mà còn cho tôi tiền. Người dân sao tốt chữ vậy? Tôi không dám nhận, nhưng bữa nào ế quá thì tôi lấy luôn. Bán nguyên ngày, rục hai cái chân mà về không có gì trong túi thì buồn lắm. Tiền bán được thì dì làm gì? Dì nhoẻn miệng, nở nụ cười thật tươi. Thằng trai tôi, nó không cần tiền tôi, còn con gái nó cũng không xin gì của tôi đâu. Nhưng có vài đồng trong túi thì mình mua cho nó cái bánh cái kẹo, nó vui. Tội nó không bình tĩnh như người ta nên lớn rồi mà chưa có chồng. Tội ghê, tuổi nó tôi có chồng rồi, chồng tôi cũng tốt lắm mà trời vắt đi sớm quá. Sực nhớ câu chuyện giang dở, dì Chín quay lại. Có dư tiền trong túi tôi vui trong bụng lắm. Tuổi tôi ít khi thấy vui như hồi trước. Có tiền thì mình cho người nghèo khổ Việt Nam, họ có cơm ăn mình vui. Bên đây nhiều người đổ cơm đổ đồ ăn đi đó ông ơi, chính mắt tôi thấy đó, phí chưa. Thôi tôi đi bán đây ông ơi. Dì đội nón lá sờn rách lên rồi đẩy cái xe có hai miếng mít đặc biệt đi. Được vài bước thì dì quay đầu lại thắc mắc. Má dì đê, ngày dì lạ quá, con cái lo cho mẹ thiệt sao? Tôi không tin đâu, mà ra quán làm chi cho tốn kém. Dì thở dài sượt rồi quên mình vừa nói rồi. Con gái tôi nó bị ban khỉ, không được bình tĩnh như người ta. Tội lắm ông ơi. Thôi tôi đi ngang, kẻo họ phạt tôi. Dì Chín lom khom đẩy cái xe cọt kẹt bước đi. Ở tuổi 80, dì vẫn không tin được có một ngày đặc biệt những người mẹ được con cái đối xử ân cần chu đáo như hoàng hậu. Không biết đến bao giờ dì mới tin có một ngày dành cho các bà mẹ nữa. Sinh tại Hà Nội, được cha mẹ Thụy Điển nhận khi 1 tháng tuổi, Hương Giang trở Việt Nam trong hành trình quan trọng nhất cuộc đời là tìm mẹ ruột của mình. Hơn 20 năm sống tại Thụy Điển, Alice Sophia Hương Giang Anderson luôn nghĩ về mẹ ruột. Theo cách này hay cách khác, trong khi anh trai gốc Hàn Quốc cũng là con nuôi, không có ý định tìm lại cha mẹ ruột. Càng lớn thì cô càng tò mò về gốc gác của mình. Cô muốn biết bố mẹ nuôi Thụy Điển đã giữ lại những giấy tờ gì cho con. Nhưng cô lo sợ là không biết mẹ nuôi phản ứng thế nào, sợ bà buồn hay là thất vọng khi cha nuôi đã mất từ khi cô 15 tuổi. Nhà chỉ còn ba mẹ con. Một ngày cô gái rón rén nói với người mẹ tuổi ngoài 60 về mong muốn tìm mẹ ruột. Ingrid Anderson nhìn thẳng vào mắt con và nói: Sophia, mẹ đã mong chờ điều này suốt cuộc đời con rồi. Bà lật đật đi lấy giấy khai sinh cùng hồ sơ nhận con nuôi trao cho cô. Theo giấy khai sinh thì cô tên là Nguyễn Hương Giang, chào đời vào ngày 22 tháng 10 năm 1992 tại nhà hộ sinh B, ở Đúc, Hà Nội. Vài ngày sau, người mẹ 20 tuổi độc thân cho cô làm con nuôi và cô được nhận nuôi thông qua Trung tâm Con nuôi Thụy Điển. Sau này khi cha mẹ nuôi Sophia đề nghị bệnh viện cung cấp thêm chi tiết về cha mẹ ruột của cô, Thông tin còn lại chỉ là tên mẹ Nguyễn Thanh Hương và sinh năm 1972. Trong danh sách câu hỏi về đặc điểm của người mẹ ruột, cao hay thấp, hướng nội hay hướng ngoại, là người Việt hay người Lai, câu trả lời nhận được chỉ vỏn vẹn một từ là cao. Vào đêm giao thừa năm 1992, Vĩa Giang mới 1 tháng tuổi được cha mẹ nuôi đưa tới Thụy Điển, bắt đầu một cuộc đời mới với danh tính mới, nhưng vẫn giữ lại tên gốc Việt Nam. Hàng xóm nhà Anderson cũng săm sắn sang giúp trang trí nhà khi mà cô bé được đón về tổ ấm mới. Được cha mẹ, ông bà nuôi tóc vàng, mắt xanh, giang tay chào đón, Sophia cứ thế lớn lên và tuổi thơ êm đềm tại ngoại ô thành phố ở Đại học Lund ở miền Nam. Sophia là một trong 20 trẻ Việt Nam được cha mẹ Thụy Điển nhận làm con nuôi tháng 12 năm đó. Theo số liệu của Trung tâm Con nuôi Thụy Điển, đến Hà Nội đón Sophia, cha mẹ cô ở cùng khách sạn với các cha mẹ nuôi khác để xua tan cảm giác lạc lõng và khác biệt khi các bé gốc Việt lớn lên, đồng thời duy trì ý thức về nguồn cội văn hóa. Những ông bố bà mẹ nuôi sáng lập tổ chức Russin Việt Nam. Dù ở bất cứ nơi nào trên đất Thụy Điển, các bé vẫn duy trì liên lạc để chia sẻ và hỏi han. Sophia coi các bé người gốc Việt khác trong tổ chức như anh chị em ruột của mình, coi cha mẹ họ như cha mẹ mình. Đây là lần thứ 3 Sophia đến Việt Nam. 2 lần trước kéo dài vài tuần khi cô 10 tuổi và 14 tuổi trong các chuyến đi do tổ chức Cội nguồn Việt Nam tổ chức. Cha mẹ Sophia luôn cởi mở với cô về việc nhận con nuôi và muốn cô tự hào về nguồn gốc của mình. Họ đưa cô thăm nhà hộ sinh B, gặp các y tá, bác sĩ và cả mẹ đỡ đầu. Nhưng khi đó cô còn quá nhỏ, cha mẹ cô không muốn ép cô tìm mẹ nếu cô không bày tỏ ý định tìm mẹ. Trong chuyến đi đầu tiên, tôi chỉ hấp thụ mọi ấn tượng và cảm thấy vui vẻ khi là đứa trẻ khám phá một đất nước thú vị. Cô kể về hành trình tới những hòn đảo phía Nam hay là chuyến đi Sapa ở miền Bắc. Sophia cho biết cô may mắn khi được cha mẹ nuôi yêu thương và ủng hộ, được đưa đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Họ cũng dạy cô phải chăm chỉ để đạt được thành quả trong trường học và công việc, dạy cô biết lễ phép, kính trọng, vị tha và mạnh mẽ. Sophia luôn cảm thấy mình là người Thụy Điển 100%. Cô mê những nét đặc trưng của Thụy Điển như văn hóa uống cà phê Fika, đồ nội thất IKEA, món thịt viên. Nhưng không phải lúc nào cô cũng được coi là người Thụy Điển. Dù có tên Thụy Điển và coi tiếng Thụy Điển là tiếng mẹ đẻ, cô từng đối diện với nạn phân biệt chủng tộc từ những người xa lạ. Có lần Sophia và bạn đang bước ngang qua một nhóm con trai lớn tuổi hơn. Một người trong số họ nhìn cô, giơ tay chào kiểu phát xít. Có lần cô cũng bị miệt thị, bị gọi là người Trung Quốc ghê tởm. Ban đầu trong tôi pha lẫn sự sợ hãi, buồn và cảm giác xấu hổ kỳ lạ. Nó như một sự xác nhận rằng tôi khác với họ. Giờ tôi trở nên giận dữ nhiều hơn, Sophia cho biết. Sophia làm nghề tuyển dụng và quản trị nhân sự trong ngành công nghệ thông tin tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển 3 năm nay. Cách đây 1 năm, cô làm việc đến kiệt sức và tự hỏi mình mong muốn điều gì cho bản thân. Sau một thời gian trăn trở, cô viết mục tiêu trong vòng 1 năm là tìm câu trả lời về mẹ ruột. Cô làm việc cật lực, tiết kiệm tiền về Việt Nam trong 5 tháng. Và đây cũng chính là hành trình mà cô cho là lớn lao nhất trong cuộc đời của mình. Trở về Hà Nội cùng bạn trai người Thụy Điển và mẹ nuôi, Sophia xoay sở mọi cách để mà tìm mẹ. Cô liên lạc với trung tâm giúp nhận nuôi cô, nhưng tổ chức không còn những liên lạc cũ. Cô nộp giấy tờ tới cục con nuôi, Bộ Tư pháp nhưng chưa nhận được hồi âm. Có 2 lần tới nhà hộ sinh để hỏi thêm thông tin, nhưng họ không còn bất cứ hồ sơ y tế nào ở đó. Cô còn tìm được người phụ nữ làm việc cho tổ chức con nuôi Thụy Điển ở Việt Nam, nhưng bà không còn nhớ điều gì do có quá nhiều trẻ thời đó. Được Đại sứ quán Thụy Điển giúp đỡ bằng một lá thư giới thiệu có chữ ký, có đóng dấu để giúp làm việc với các cơ quan trong chính phủ. Sophia cảm thấy ấm lòng hơn. Thật khó khi bạn không nói được tiếng Việt, hiểu cách chính phủ làm việc hay là tìm đến ai để mà giúp đỡ. Nhưng tôi đã gặp những người tuyệt vời, thành tâm giúp tôi, cô nói. Thời gian chờ đợi kéo dài, những cuộc gặp trao đổi thư từ qua lại không đem lại kết quả, khiến cho cô cảm thấy bế tắc. Sophia còn lập trang tìm mẹ trên Facebook Cô cũng đang cân nhắc nhờ chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Ở Thụy Điển cũng có chương trình truyền hình tương tự giúp các con nuôi trở về nơi họ sinh ra, đoàn tụ với tìm cha mẹ hoặc là anh chị em ruột, nhưng Sophia không muốn một đội truyền hình hùng hậu có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của mẹ. Đọc một tờ báo VnExpress trong nước, cô biết câu chuyện về cô gái Thụy Điển gốc Việt Ines Sanchez nhờ mạng xã hội và truyền thông mà đã tìm được mẹ thành công cách đây 2 năm. Cô hy vọng thông qua báo có thể tìm được mẹ giống như là Dennis. Với một bà mẹ, việc bỏ con mình đi không phải là một lựa chọn dễ dàng. Bà từ bỏ tôi với hy vọng tôi sẽ có một cuộc sống tốt nhất có thể. Tôi muốn gặp mẹ để nói tôi không oán trách mẹ về điều gì hay là mẹ đã làm điều gì sai, Sophia nói. Cô muốn gặp mẹ để xem mình giống mẹ thế nào, muốn kể cho mẹ nghe về cuộc sống tuyệt vời ở Thụy Điển với những người yêu thương và chăm sóc cô. Tôi không muốn bà cảm thấy khó chịu hay tội lỗi. Tôi hiểu bà có thể nói không với cuộc gặp. Tôi không kỳ vọng, chỉ hy vọng, cô nói như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.